Rồi, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình làm cái món là đuôi bò hầm bia, quay clip lại chia sẻ đến các bạn cùng coi cho vui. Thì cách làm như thế nào? Bây giờ mình xin mời các bạn hãy theo dõi clip của mình nha. Đây là những cái nguyên liệu của mình đã chuẩn bị để làm cái món ngày hôm nay nè, gồm có như sau nè. Mình ra chợ mình mua cái đuôi bò khoảng chừng 400g, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa như vậy. Đó, sau đó mình nhờ người bán thui cho nó da nó xe nha này các bạn, rồi cái mình chặt khúc ra. Đó, nhờ người bán chặt giùm luôn nha. Rồi, cái mình để đây, lát nữa mình còn đem đi sơ chế nữa các bạn. Đây là các cái gia vị nè, mình chuẩn bị nè. Cái bông hoa hồi mình chuẩn bị khoảng hai bông như vậy nè, lát nữa mình nấu cho nó thơm. Với lại dở quế các bạn, đó, dở quế thì mình cũng có chuẩn bị ít như vậy. Rồi xả nè, thì khoảng chừng 4 cây. Với gừng đập dập mình chuẩn bị 60g. Đó, cái củ lớn lớn mà đập ra, các lát đập ra như vậy. Với vài lát mình sẽ băm nhỏ như vậy á, lát nữa mình đem đi nấu cho nó thơm nó ngon. Với củ hành tím thì mình chuẩn bị khoảng chừng 6-7 củ, tỏi thì có 4 tép. Đây là ớt bột, mình chuẩn bị một muỗng canh luôn á các bạn. Đây là rượu nấu ăn, mình chuẩn bị khoảng 2 muỗng canh. Màu dầu điều 4 muỗng canh. Để lát mình nấu cho nó được lên màu nên nó đẹp. Đây là cái đường thốt nốt. Đường thốt nốt mình chuẩn bị khoảng chừng 40g. Đây là củ hành tây có 2 củ với lại một lon bia. Như vậy các bạn, để lát nữa mình nấu mình hầm. Với lại hành lá khoảng vài gốc, ngò rí cũng vậy luôn, chuẩn bị khoảng vài gốc. Rồi thì cái nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong hết rồi đó các bạn. Và cách thức thực hiện như thế nào, bây giờ mình xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi clip của mình nha. Rồi, bước đầu tiên thì mình sẽ đem cái đuôi bò đi sơ chế nha các bạn. Chuẩn bị cái nồi nước khoảng 2 lít, sau đó rồi mình cho cái gừng đập dập vô khoảng 2-3 lát như vậy, cho vô để mình trụng. Với lại muối nè, một muỗng cà phê nè. Thêm hành tím thì mình lấy ra khoảng chừng 3-4 củ mà đem đập dập như vậy. Rồi, cái mình cho vô trong cái nồi nước để mình luộc cái đuôi bò các bạn, xả nè, cũng đem cắt khúc. Đó, cái khúc như vậy rồi mình đập dập luôn nha các bạn. Đó, đập dập như vậy rồi cái mình cũng cho vô cái nồi nước để mình trụng đuôi bò nè. Thêm rượu thì mình cho khoảng chừng một muỗng canh, còn lại để lát nữa mình nấu sau. Rồi mình sẽ cho cái đuôi bò vô, lúc này nước nó còn ấm các bạn, mình sẽ cho vô để mình trụng nha. Mình trụng 4 phút. Mình tính từ lúc nước nó sôi là 4 phút nha các bạn, như vậy nè. Rồi sau 4 phút mình sẽ vớt ra. Trong thời gian mình luộc như 4 phút như vậy là được rồi, mình vớt ra cho ra qua cái thau nước lạnh đó, để mình đem mình rửa lại nữa nha các bạn. Đó, mình sẽ đem ra mình rửa, xoa rửa như vậy. Mình rửa ra cho nó được sạch sẽ và nó thơm nó ngon. Mình rửa như vậy các bạn. Rồi mình rửa xong mình để ráo nước rồi đem đi ướp nha các bạn. Lúc này mình đem đuôi bò ra ướp gia vị nè, mình cho một muỗng hạt nêm cà phê, với lại muối 1/3 muỗng cà phê nè, thêm bột ngọt 1/2 muỗng cà phê nè, với lại nước mắm mình cho một muỗng canh, tiêu xay một nửa muỗng cà phê luôn. Rồi đường thốt nốt mình cho một muỗng canh đầy luôn nha các bạn, với lại gừng băm mình cho khoảng một muỗng cà phê nè, hành tím một nửa muỗng canh, với tỏi băm một muỗng canh đầy luôn. Rồi ớt bột mình cho một nửa muỗng canh luôn các bạn, để cho nó cay nó ngon. Rồi mình sẽ dùng tay mình xoa bóp. Đó, mình dùng tay mình xoa bóp đều hết để cho các cái gia vị nó bám đều lên cái đuôi bò là được. Rồi mình sẽ xoa bóp như vậy, mình sẽ để thấm 30 phút nha các bạn. Sau 30 phút thì mình sẽ đem đuôi bò ra mình xào nè, mình cho cái màu dầu điều vô 4 muỗng canh. Mình cho hành tím, hành tím băm một muỗng canh nha các bạn, với lại tỏi băm cũng vậy luôn, một muỗng canh. Rồi tiếp đến gừng băm mình cũng cho khoảng vài lát. Khi mình cho xả đập dập cái khúc khoảng một cây vô, đó một cây nha các bạn. Rồi mình cho hoa hồi nè, dở quế nè. Rồi mình sẽ xào thơm cái hỗn hợp gia vị lên nha các bạn. Mình cứ làm như vậy cho nó thơm. Rồi mình sẽ cho cái đường nâu nè, một nửa muỗng canh, để cho có cái độ màu nó đẹp á. Rồi mình tiếp tục mình xào, xào cho nó thơm lên luôn nha các bạn.
Đó, mình xào như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái đùi bò vô để mình xào nha. Thì đùi bò này mình đã ướp được 30 phút rồi đó, mình cho vô. Cho hết vô. Rồi, mình sẽ canh lửa lớn lớn chút khi mình tiến hành mình xào nhanh. Mình xào nhanh cho các cái gia vị nó thấm vô cái đùi bò cho được thơm nó ngon. Đó, mình xào nhanh liên tục như vậy để cho các cái gia vị nó bám nó thấm cho nó thơm đó các bạn. Lúc này mình cảm nhận nó đã săn lại rồi nè. Rồi thì nó săn như vậy là được rồi, mình sẽ cho nước vô. Nước của mình tráng vô cái nồi gia vị á, cái thau gia vị các bạn, mình cho vô. Nó xăm xắp như vậy là được. Rồi lúc này nó sôi lên rồi, cái mình sẽ cho cái rượu, rượu nấu ăn lúc nãy mình chừa lại ít cho hết vô luôn. Khi mình đảo đều cho nó thấm, nó thơm nè. Rồi mình sẽ cho qua nồi áp suất nha các bạn. Đó, mình sẽ cho qua nồi áp suất để mình hầm để tiết kiệm thời gian. Đó, các bạn có thể để ngoài hầm trong vòng 2 giờ cũng được đó các bạn. Nếu mà không có nồi áp suất á. Rồi mình sẽ cho bia vô. Lúc này mình sẽ cho hết một lon bia vô luôn nha các bạn. Đó, nếu mình có cái đùi lớn lớn hơn thì mình sẽ cho 2 lon. Đó. Cho hết một lon bia vô. Nó vừa ngập cái mặt của cái đùi bò là được. Rồi lúc này mình cho gia vị nè, xả đập dập nè, khoảng chừng 2 cây. Đó, 2 cây mình cắt ra đập dập cho vô. Rồi với lại gừng nè, đó, 2 lát đập dập cho vô luôn. Tiếp đến ớt, mình lấy một quả ớt đập dập cho vô cho nó thơm, nó ngon. Rồi củ hành tây thì mình lấy một củ đó các bạn, mình sẽ chẻ đôi, mình cho vô mình hầm chung luôn. Đó, lúc này mình sẽ đậy nắp lại và đem đi hầm nha các bạn. Rồi lúc này mình sẽ canh thời gian hầm 20 phút nha các bạn. Đó, trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm cái nước chấm nè, muối một muỗng canh nè, với ớt 3 quả. Xả mình lấy một cây ra, mình đem cắt lát như vậy cho hết vô. Rồi khi mình cho một muỗng cà phê đường vô luôn nha các bạn. Đó, với bột ngọt khoảng chừng một nửa muỗng cà phê. Rồi mình sẽ đâm nhuyễn, mình giã nhuyễn cái hỗn hợp này lên cho nó nhuyễn luôn. Rồi mình sẽ vắt nước cốt chanh vô để cho nó vừa sệt sệt là được. Đó, như vậy là được rồi, cái mình trộn trộn đều lên cho các cái gia vị nó tan ra. Rồi mình sẽ cho ớt bột vô cho nó thơm luôn á các bạn. Đó, trộn trộn đều nó lên như vậy là được rồi nè. Thì cái chén nước chấm xả ớt chanh của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Thì cũng rất là đơn giản. Đó, lúc này cũng được 20 phút rồi đó các bạn. Mình hầm được 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Cái mùi gia vị nó rất là thơm luôn á các bạn. Thơm nồng, cảm nhận nó rất là thơm. Lúc này mình sẽ cho ra cái nồi khác để mình nấu nữa nha. Đó, mình cho hết ra cái nồi khác để mình tiếp tục mình đem đi nấu nữa đó các bạn. Thì lúc này nước nó vừa sôi như vậy, cái mình vớt ra, đó, mình vớt những cái hành tây á, đó, rồi mình vớt hết những cái hành tây ra với lại xả đập dập ra các bạn. Để nó còn nước và đùi bò là được. Rồi, lúc này mình sẽ tiến hành nêm nếm lại, mình nếm lại thử coi nó vừa ăn chưa, rồi mình hãy gia giảm gia vị nha các bạn. Mình nếm lại nha. Mình nếm lại, nếu mà chưa vừa ăn mình sẽ cho thêm muối nè. Với mình thêm nước mắm nữa nè. Hoặc là mình cho đường hoặc là hạt nêm tùy theo mình nha các bạn. Miễn sao nó vừa ăn là được. Thì lúc này cái đùi bò nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái hành tây vô. Hành tây thì mình đem cắt muối cao á. Một củ hành tây lúc nãy á, mình cắt ra mình cho hết vô luôn. Thì mình sẽ canh thời gian khoảng chừng 5 đến 10 phút mình nấu cho nó sệt sệt lại chứ nữa là mình vớt ra ăn được đó đó các bạn. Đó, sau thời gian mình nấu khoảng 5 đến 10 phút thì mình kiểm tra cái đùi bò này, cảm nhận nó mềm, nó dìu như là được. Đó, mình sẽ cho góc hành lá vô này các bạn, đó, cho vô cho nó thơm nè. Rồi mình có thêm ít ớt, ít lát ớt lên cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ dọn ra dĩa và chuẩn bị đem ra thưởng thức thôi cho các bạn. Thì cái cách làm nó cũng rất là dễ, đơn giản tại nhà. Mình làm cái món này mà cuối tuần á, đãi cả nhà ăn cũng hấp dẫn luôn các bạn. Rồi thì cái món đùi bò hầm bia của mình đã làm xong rồi đó các bạn. Thì hôm nay cuối tuần mình làm cái món này để đổi món cho gia đình. Rồi thì mình sẽ kèm một cái lon bia uống cho nó hấp dẫn nha các bạn. Thì món này á, mình có thể mình lựa cái đùi lớn lớn hơn, mình nấu nhiều nhiều chút nếu như nhà mình nhiều. Bây giờ xong rồi đó, xin mời các bạn dùng nha.
để mình ăn thử coi nó sao nha các bạn. Các bạn coi nè, cái miếng đuôi bò nó rất là hấp dẫn nha. Để mình chấm vô chén nước chấm muối ớt chanh xả nè. Đó, xin mời các bạn nha, để mình ăn thử coi nó làm sao nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Đó thì cái đuôi bò mình làm như thế này, mình ăn cảm nhận cái da của nó dẻo dẻo nè. Nó không bị cứng da đâu các bạn. Dẻo mềm thơm rất là ngon. Đó, cái nước sốt đó là mình nó vừa ăn nó không có bị đắng đâu các bạn. Bia mình hầm như vậy nó không có bị đắng. Cảm nhận rất là thơm ngon. Nếu có dịp thì các bạn hãy làm thử nha. Đó, mình sẽ ăn kèm với lại món gỏi dưa leo chua ngọt. Đó, món này thì mình cũng đã có clip làm. Cũng ăn rất là tuyệt luôn đó các bạn. Mình sẽ chấm với lại chén muối ớt chanh xả nè, nó có cái vị chua chua cay cay kết hợp lại ăn rất là tuyệt luôn á. Đó, mình sẽ ăn kèm với bánh mì, thêm ít rau thơm rồi rau xà lách. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Nếu các bạn coi thấy hay vui thì hãy nhấn like rồi nhấn đăng ký kênh và chia sẻ đến mọi người cùng coi cho vui nha các bạn. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Món này thì thèm thêm đi bia như vậy rất là hấp dẫn.